Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Bây giờ trong kiếm trì, Tả Đấu Hoàng có thiên phú dị bẩm, là một người ưu tú. Nếu ngươi có thể tu thành đế kiếm giống như hắn, thánh chủ nhất định là sẽ rất coi trọng ngươi. Ồ, như vậy, dù lão thánh chủ không dễ dàng động được vào ngươi nữa. Thiếu Bạch hiểu, đây chính là tu luyện quân hoàng thiên đế, tu luyện quân thiên hoàng đế kiếm. Ơi, hiểu được là tốt, con rể tương lai, tu luyện cho tốt, ta cũng phải bế quan đây. Bây giờ ngũ đế kiếm ta đã giành được cái thứ tư, chỉ có bạch đế kiếm và hắc đế kiếm là nắm giữ sâu sắc nhất. Hai loại còn lại vẫn chưa kịp luyện tập. Nhưng giữa các đế kiếm có điểm chung rất nhiều. Chắc rất nhanh thôi sẽ có thể nắm giữ được. Thật không ngờ chủ nhân lại có 4 loại đế kiếm. Đúng vậy, nếu có khả năng ta muốn tu hết 5 loại đế kiếm. Chủ nhân suy nghĩ này rất là tốt, chỉ không biết là chủ nhân có phát hiện ra mỗi một bộ đế kiếm đều có khuyết điểm. Đúng là có cảm giác này, nhưng ta có một dự cảm, nếu hợp nhất 5 loại đế kiếm này, uy lực chắc chắn là không chỉ đơn giản là dùng 5 loại hỗ trợ lẫn nhau. Chắc đây chính là khuyết điểm mà ngươi nói. Đúng vậy chủ nhân, tốt nhất là cùng tu luyện 5 đế kiếm và cùng phát triển đồng đều. Đợi đế kiếm hợp nhất, chắc chắn là chủ nhân có thể tự sáng lập ra vô thượng kiếm điển. Bắc Minh, sao ngươi lại buồn mãi không vui vậy? Làng ta tức giận không chen được câu lao đó, ta là sự tồn tại từ thời kỳ đại lục tổ nguyên cơ mà. Luận về tri thức uyên bác, đương nhiên là hơn một món y phục rồi. Luận về tri thức uyên bác, đương nhiên là hơn một món y phục rồi. Vô hình kiếm có thể cùng chủ nhân đi xa hơn, đợi sau khi chủ nhân thành một đại năng, kẻ có năng lực cực mạnh, Bắc Minh sẽ trở nên vô dụng. Có thể cởi bảo y ra, giao cho thần sĩ. Ui cha! Nói linh tinh gì đó ta nói rồi, bảo y có thể vứt, nhưng Bắc Minh thì không thể. Ngươi phải đi cùng vô hình kiếm, cùng chứng kiến ta lớn mạnh đến cuối cùng. Chủ nhân! Những ngày sau đó, Diệp Minh tận tâm tu luyện, mất nửa năm, cuối cùng cũng tu hết ra toàn bộ đế kiếm, tới kiếm tâm cảnh, ngang bằng với sự phát triển của bạch đế kiếm. Đột phá, thượng vị võ tông. Vô đạo dung nô cũng theo sự dung hòa của 3 bộ đế kiếm mà đạt tới viên mãn, cảnh giới của hắn cũng là đột phá đến thượng vị võ tông. Mộc kiếm thần cũng không biết là bao lâu nữa mới xuất quan. Ta từng hứng với Phong Hy là gặp nhau sau nửa năm, bây giờ đã qua một năm rồi. Giữ kỹ thư tín với Mộc kiếm thần, ta cũng phải nhanh chóng đi tìm Phong Hy thôi. Đi theo ta cả đoạn đường rồi, không mệt hay sao? Ơi tiểu tử, cảm giác của ngươi cũng nhạy bén đấy. Đáng tiếc, chỉ dựa vào nhạy bén thì không sống được ngươi, thì không cứu sống được ngươi. Muốn trách thì trách ngươi đã ra ngoài lúc một trưởng lão bế quan. Giao ra linh kiếm mà kiếm trì có được, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây. Lôi kinh thành, thật không dễ gì chúng ta mới gặp nhau. Ngươi lại muốn hạ thủ giết ta thế này, không biết có được coi là niềm vui bất ngờ hay không. Sao ngươi nhận ra ta? Chẳng lẽ Mộc trưởng lão từng nhắc với ngươi về ta? Lôi trưởng lão nghĩ nhiều rồi,
với giao tình cũ của ta với người, còn cần người khác giới thiệu hay sao? Diệp Minh: Nếu là ngươi, vậy thì đi chết đi. Võ Hồn, Lôi Thú: Không ngờ lại là Vô Hình Kiếm. Sớm đã muốn giết ngươi rồi, thế mà lại tự mình dâng đến cửa. Đúng là bớt một mối phiền phức. Thanh Long Hoàng Triều, Phủ Trưởng Công Chúa: Tham kiến Phò Mã Gia, Trưởng Công Chúa đã đợi rất lâu rồi. Mời ngài theo ta vào trong. Trưởng Công Chúa có tức giận hay không? Đợi rất lâu. Không lẽ thật sự là đợi hết nửa năm rồi đó chứ? Ta một lòng tu luyện, quên mất cả thời gian ước định. Phò Mã Gia không cần lo lắng. 7 tháng trước, Trưởng Công Chúa cùng với Đại Đế xuất binh tới các đảo Đông Hải. Mấy ngày trước mới về phủ. Ây, vậy thì tốt.